Chứ mấy các bác có là con Amalek SX 838, dòng này thì lực đánh nó mạnh quá, nó thiên về lực đánh nha. Nó trang bị là ba cầu loa, chạy 4 sò sách. Công suất max minimum lên tới là 370W. Low net, ba cầu loa, chỉnh bass check và có chế độ Dolby RR. Âm thanh Dolby RR cho các bác mình có thể kém nhạc từ vô tiếng xuống hay là volume. Đó là dòng receiver, các bác chơi tốt cái dòng loa Mỹ. Các dòng loa có công suất lớn và độ nảy mạnh thì các bác lựa chọn những con EDX 838. Tiếng khỏe, hay, trưng bày đẹp. EDX 838 ở phân khúc giá 13 triệu em đang giao các bác nha, 13 triệu nha. Mặt đẹp keng không tì vết nha các bác. Đây, mặt đẹp keng nha các bác. Phía trên nóc của sản phẩm, đây là những con Amley thời kỳ 7X. Sản phẩm 75 các bác, nó phục vụ nhạc và Bre 75, nhạc Bolero rất là hay nha, đúng chất luôn. Thì các bác nào đang cần Amley của Pioneer và dòng Receiver thì các bác có thể lựa chọn con 838 này. Cái dòng series 838 và 939 tiếng nó nịnh hơn những dòng mà EDX 950 rồi nha các bác. Dễ, dòng này dễ ghép nhất à. Tiếng nó kiểu như Samsung vậy đó. Ba cầu loa, bởi vì công suất khỏe nên là trang bị tới ba cầu loa. Đây có tem này, còn rất là mới nha. Đấy, nó hàng Mỹ điện 110, 120 các bác. Anten này, đấy. Góc cạnh là đẹp keng hết nha. Đây các bác thấy nha, ba cầu loa nha các bác, rất là khỏe. Máy khỏe mới là âm ly mới trang bị ba cầu loa các bác. Và các bác chỉ được một trong một lần là hai cầu thôi nha. Nó hiện cái này này. Đấy. Bấm vào cái ba là nó sẽ ngắt. Đây tất cả tính năng này này, cổng đường tin đồ vào. Và lăn. Đấy. Đây là bên trong nội thất của em nói nha các bác. Em nó sử dụng là hai tờ lột nguồn và một cái tăng phô. Và đây là phần bo mạch cho các bác, bo mạch nha. Nó sexy trắng nha các bác, nó sexy trắng nha. Đây là nó chạy 4 con sò sắt Toshiba chữ đỏ nguyên zin nha. 4 con Toshiba chữ đỏ này, tất cả nguyên mộc và nguyên zin nha các bác. Thấy có thấy nguyên bụi không? Đó, nó chữ đỏ này. Đấy, con thấy chưa? 4 con nha. 4 con nhưng mà dòng mà sò công suất lớn thì rất là khỏe các bác. Nên trang bị tới 3 cầu loa. Và lực đánh là một trong những ưu điểm của dòng EDX 838 này nha. Ở phân khúc 13 triệu các bác sẽ sở hữu một con Amley nghi hay, bày đẹp, tiếng nịnh tai, dễ ghép. Chơi loa Mỹ, loa Nhật, loa Âu đều tốt. Đánh những tất cả những dòng loa như quá 838 rất khỏe, các bác chơi thoải mái dòng bass 40 nha. Như những dòng sạc Queen Vega mà AT15, AT9 đều đánh tốt đó. Tại vì công suất maximum trên nó lên 370W. Công suất hoạt động bình thường là 290W. Rồi em mở phía dưới để các bác cùng xem nha. Tại vì những dòng này chủ yếu nằm phía dưới, đây là bo mạch âm sắc này. Giá 13 triệu là em đã cân đối nha các bác, giá tốt. Và mặt đẹp không tì vết, vừa nghi vừa trưng bày.